thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi có gửi đến quý vị và các bạn một cái thuật ngữ thế nào là kết luận điều tra. Và trong cái quá trình mà làm hàng loạt cái video nói về những cái chuyên ngành, khi mà nói đến tòa, khi mà nói đến việc khởi kiện về dân sự, khởi kiện về hình sự, thì tôi mới nghiệm ra một số vấn đề. Sáng nay thì trên một cái Facebook có một luật sư đồng nghiệp nói rằng có một công chức cắt cũng cao, không biết là bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật thì được thực thi, được thực hiện. Cho nên thông qua cái video này, tôi muốn quay lại những vấn đề cơ bản để quý vị và các bạn, những người bình dân nhất đều có thể biết được cái chương trình này. Tôi nói rất là bình dân, tôi không nói về dân nhà luật, tôi cũng không nói về nhiều quá về những cái vấn đề để quý vị và các bạn rối lên ha. Mình đọc trên báo, có thể là báo Công an, có thể báo Tuổi Trẻ, có thể là báo Phụ Nữ, thì có một cái kết luận điều tra. Vậy thì cái kết luận điều tra là gì? Thưa quý vị và các bạn, kết luận điều tra là một cái kết luận của cơ quan điều tra về những cái 7 yếu tố thôi. Nói nhiều quá rồi đâm ra quý vị và các bạn không hiểu. Ví dụ như bây giờ có một cái em bị ăn trộm laptop, và em mới bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt, thì bây giờ chúng ta sẽ xem cơ quan điều tra sẽ tiến hành 3 cái thủ tục. Thực ra nó rất là nhiều, tuy nhiên là tôi chỉ đưa đúng 3 cái vấn đề chính thôi. Vấn đề thứ nhất đó là diễn biến hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra sẽ thu thập chứng cứ vào ngày 1 tháng 1 năm 2018. Bị can A đã dùng cái lợi dụng tối trời để vào nhà của một ai đó tại cái địa điểm là quán cà phê, trộm đi một cái laptop có giá trị là 10 triệu đồng. Như vậy thì thông qua cái việc mà chứng minh cái hành vi phạm tội, và cơ quan điều tra sẽ đưa vào cái hành vi gọi là đối với cái hành vi này thì nó cấu thành tội trộm cắp tài sản. Thứ hai đó là chứng minh cái hành vi của bị can A này đối với quy định, đối chiếu lại quy định của luật, coi xem coi có đúng là cái tội trộm cắp không, có hành vi lén lút không, trộm tài sản không, có giá trị tài sản bao nhiêu, 10 triệu đồng. Và cái vấn đề thứ ba là thủ đoạn, động cơ mục đích. Thủ đoạn là gì? Thủ đoạn là những cái việc mà ý chí của họ thể hiện trong đầu. Hôm nay là tôi có đi chuẩn bị, tôi phải đi ra ngoài để ăn trộm thôi, vì tôi vã quá rồi, vì như thế nào đó. Thủ đoạn, thủ đoạn là chúng ta, cái anh bị can A này lợi dụng cái việc tối trời, lợi dụng cái nhà của người ta, một cái sự sơ hở của chủ sở hữu của cái laptop này để trộm đi. Động cơ mục đích lấy cái tài sản này. Tôi ráng cố gắng đưa đến quý vị và các bạn một cái thông điệp rất cơ bản. Và tôi đưa 3 yếu tố. Thứ nhất đó là cái diễn biến hành vi phạm tội. Thứ hai là chứng cứ. Thứ ba là xác định thủ đoạn, động cơ mục đích. Tôi nhớ có một lần tôi đi trại giam Chí Hòa cùng với một cái anh bên cơ quan điều tra. Thì anh qua một cái người quen, thì anh alo tôi, anh bảo rằng là: "Chị ơi, em có một cái thằng nó chưa đủ
18 tuổi chị giúp em nha. Tôi bảo ok, cứ hẹn giờ đi, tôi sắp xếp lịch rồi tôi và cái anh cơ quan điều tra đó sẽ đến trại giam. Thì bị can chưa đủ 18 tuổi này, em nó cướp một cái hành vi, tức là cướp đi cái ví của cái ông bán bánh mì nha quý vị. Ổng thì ổng để có hai cái tủ, khi ổng bán bánh mì thì cái tủ tiền lẻ thì ổng để phía trên. Thì quý vị và các bạn biết một cái tủ bán bánh mì mà đồ chua, bánh mì, nước mắm, thịt thà gì đó, và phía dưới nó có một cái tủ tiền lẻ. Còn cái tiền chẵn, ví dụ như 100 ngàn, 500 ngàn thì ông đổi xong thì ông bỏ lại, bỏ cái ví ở phía sau. Thì khi mà cái bị can, thôi cái em này đi, cái em này quan sát và thấy là à, ông này ông cứ bán và ông để tiền lẻ ở phía trước. Em cũng lân la lợi dụng cái việc mà đông người nhiều lắm, ông này ông bán bánh mì cũng đắt, cho nên lợi dụng và em đã, bị can này đã giật cái ví tiền mà chạy, sau đó bị bắt. Thì hành vi cướp đó, của quý vị, cướp đó thì cơ quan trong cái bản kết luận điều tra sẽ ghi rõ vào lúc 18 giờ là 6 giờ chiều á, ngày 1 tháng 1 năm 2018, bị can A đã tại cái địa điểm nào, ví dụ như bây giờ tại Ủy ban Nhân dân phường ấy của quận Thủ Đức, bị can đó lợi dụng cái sự sơ hở của ông chủ bán bánh mì đó, tên A tên B gì đó, và đã cướp giật cái ví tiền của ông bán bánh mì, và trong có ví tiền đó có 5 triệu đồng. Cái chứng cứ là gì? Cái chứng cứ là trong cái ví tiền, cái hành vi cướp giật đó đã hoàn tất, và cái hành vi cướp giật này được quy định trong bộ luật hình sự nha quý vị và các bạn. Chứng minh bị can này có tội nha, giật chạy và bị bắt. Và một điều nữa là cái thủ đoạn là bị can này lợi dụng gì quý vị? Lợi dụng cái việc mà ông bán bánh mì ông đông người và quan sát, giật và chạy, đó là cái thủ đoạn. Cái ý chí của bị can, cái em này đã xác định rồi, phải chiếm đoạt tiền của ông này, giật mà, cướp giật mà. Thêm một cái ví dụ thứ ba nha quý vị và các bạn. Tôi có tham gia trong cái vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị cố ý hủy hoại tài sản. Thì vụ việc nó nôm na như thế này. Khi mà hai bên có những cái mâu thuẫn tranh chấp về tiền bạc, thì cái anh khách hàng của tôi ảnh lại đến để anh đòi tiền. Thì khi mà đòi tiền không trả, chắc chủ nợ cũng giận, và hai bên có lời qua tiếng lại. Thì trong cái việc lời qua tiếng lại thì ở bên trong cái gia đình mà cái người mà gọi là bị can á, chạy ra và sử dụng xà beng, sử dụng cuốc, sử dụng dao, mã tấu để anh em chạy mất tiêu rồi. Sau khi mà anh sợ quá, anh sợ nguy hiểm tính mạng của anh chạy mất tiêu rồi, chiếc xe Innova còn để lại hiện trường. Cho nên những cái bị can này mới ra sức phá hoại cái tài sản, cố ý hủy hoại tài sản, mà không ngờ rằng là cái hành vi đó nó quy định trong luật rồi đó quý vị và các bạn. Người nào hủy hoại tài sản và cố ý hủy hoại tài sản thì như thế nào đó trong quy định trong bộ luật hình sự. Như vậy trong cái bản kết luận điều tra vẫn ghi những cái yếu tố như là sau khi mà ông này ông chạy thì đúng ra thôi đi, không, cơn giận nó hút ngàn lên và
đụng đến một cái gọi là lấy những cái hung khí, dao, cuốc, những cái vật đó để phá hủy cái tài sản. Và chứng cứ là cái người bị thiệt hại, cái anh chủ xe Innova này, ảnh bị thiệt hại sau khi xác định cái tài sản bị thiệt hại theo cái tỷ lệ giám định nó là hơn 100 triệu. Ra hình sự rồi quý vị. Như vậy, trong cái hành vi cướp tài sản này, chúng ta đã, trong cái bản kết luận điều tra, thì cơ quan điều tra đã đưa được cái nội dung vào lúc 10 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 2017 tại Ủy ban Nhân dân xã A, huyện B, đã xảy ra một cái vụ mâu thuẫn giữa bị can A và chủ cái tài sản. Cái việc mâu thuẫn sơ sơ nói thôi. Và sau khi mà mâu thuẫn thì bị can A đã sử dụng hung khí là cuốc, là dao làm mát để hủy hoại cái tài sản là chiếc xe Innova, dẫn đến cái giá trị thiệt hại, cái gọi là giám định tỷ lệ của thiệt hại cái tài sản trong tố tụng hình sự đó hơn 100 triệu. Chứng cứ là thiệt hại về mặt tài sản của ông chủ xe. Cái hành vi đúng ra là người ta chạy rồi, nhưng mà không dừng lại ở đó, cố ý hủy hoại tài sản. Ý chí mình biết mà, mình hủy hoại tài sản của người ta mình biết mà. Thưa quý vị và các bạn, thông qua ba cái câu chuyện về trộm cắp, về cướp giật tài sản, về cố ý hủy hoại tài sản, tôi muốn đưa cho quý vị và các bạn một cái thông điệp. Kết luận điều tra là một cái bản kết luận ghi nhận một cái hành vi phạm tội của một người nào đó. Và trong cái kết luận điều tra chi tiết về cái hành vi phạm tội, đưa ra những cơ quan điều tra đã đưa ra những cái chứng cứ, đưa ra được những cái thủ đoạn, những cái hành vi và nhiều cái điều khác nữa để chứng minh một cái bị can nào đó đã vi phạm pháp luật hình sự. Nếu quý vị và các bạn muốn nghiên cứu thêm, nghiên cứu kỹ hơn về kết luận điều tra thì quý vị và các bạn hãy xem điều 233 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Tôi xin nhắc lại nha, kết luận điều tra điều 233 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Quý vị có thể đánh cái điều 233 Bộ luật Tố tụng hình sự. Vì sao tôi phải nhắc lại đến 3 lần? Vì tránh những trường hợp quý vị và các bạn cứ điều 233 của Bộ luật hình sự là không đúng. Thưa quý vị và các bạn, trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi mong muốn, tôi khát khao đưa cái kiến thức luật cơ bản của Việt Nam đến cho quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn phần nào cập nhật được những cái kiến thức trong đời sống xã hội. Thực tế thì hiện tại trên cái phương tiện truyền thông YouTube có rất là nhiều những cái kênh, những cái phương tiện. Tuy nhiên, cái việc quý vị và các bạn chọn lọc để nghiên cứu, để quan tâm những cái vấn đề của mình thì đó là những cái vấn đề rất là quan trọng. Kính mong quý vị và các bạn yêu mến cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì hãy để lại comment hoặc có những cái nhận xét để những video lần sau có thể tích cực hơn. Xin trân trọng cảm ơn.